Trời đất ơi, em út gì mà sắp gì quá trời trời đây. Hả? À, con đang đọc truyện hả? Trời ơi, nó sắp em nó rồi nó đọc truyện nè. Trời đất ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 em. Trời ơi, nó đọc truyện cho em út nghe đó. Người gì đâu mà cô chú thương. À, ai mua? Không phải. Ai mua? Út mua. Đúng rồi. Đẹp chưa mẹ ơi? Ờ, đẹp chưa mẹ ơi, đúng rồi. Còn cái này là ai mua? Này, này baby shark mua. Hả? Baby shark mua. Baby shark mua hả? Đâu phải baby shark tiền đâu mua. Ai mua? Mua. Mẹ mua, đúng rồi. Còn mấy này là cô chú cho. Cái này là ai mua? Nhớ bữa đi Florida không? Bữa đi Florida mẹ mua con á. Ừ. Rồi con heo ai mua? Ai mua con heo? Heo sau lưng kìa. Con heo đằng sau lưng con kìa. Ừ, ai mua con đó? Mẹ mua. Đúng rồi, mẹ mua. Ai mua? À, cái đó của Mia đó. Mia, Mia con của dì Nhi đi đem chơi, đi đem bỏ quên đây đó. Mà ai mua? Cái đó cô chú cho con đó. Mà ai mua? Cái đó là của sư cô cho con đó. Sư cô bữa qua đây, bữa qua nhà thăm á, nhớ không? Cái đó của cô chú cho con á. Ai mua? Cô chú cho. Mà ai mua? Cái đó là con biết bà Ly Tà không? Bà Ly Tà mua á. Mẹ con giả cho mày biết, con không biết đâu. Ai mua? Cái đó hả? Cái này ai mua ta? Cái này mẹ. À đúng rồi, của cái cô kia bên Việt Nam cho con á. Rồi hết rồi. Con này, cái này ai mua? Này, của cô mua. Ông... đúng rồi, bây giờ để mẹ cột tóc chay lại rồi đi ra ngoài đi chơi xe đạp nha. Rồi đây, mở cửa à. Hôm nay là trời ở ngoài không có nắng nhưng mà rất là ấm luôn cô chú ơi. Đi xe nào? Muốn xe này hả? Muốn xe này để mẹ vô mày lấy khăn mẹ chùi, tại vì bị trời mưa nên bị ướt rồi. Để mẹ vô mày lấy khăn, ra. Wow, mấy chị đi vòng vòng luôn kìa cháy kìa. Cháy, lên đây mẹ đẩy nè. Cháy, lên xe đạp mẹ đẩy nè. See chị đi, you wanna play with them? Nè, con lấy chiếc xe đạp của con giống của mấy chị nè. Con coi mấy chị làm sao con làm y chang vậy. Ôi trời trời trời. Ướt dài rồi hả, ai kể nó đi, ai mượn vô cỏ không chị. Ướt chút vô gửi chân thôi chứ đâu có gì đâu. Cái gì? Ướt rồi. Ướt thì kệ, ai mượn con đi vô cỏ không chứ. Ướt rè con lại đi giống mấy chị đó kìa. Lẹ lên mang dép vô. Mang dép vô. Ướt quá ơi. Ờ chạy theo, con chạy theo, con chạy theo. Đẩy đẩy cái chân giống mấy chị kìa đó, thấy chưa. Đẩy xe đi, đẩy xe đi. Đẩy 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 đẩy. Đẩy xe con. Sao mẹ đẩy xe con được. Rồi đi chạy đi chơi với mấy chị đi. Đi đi chạy lên trước đi. Rồi. See, they waiting for you. À, này trời đẹp ghê em cô chú. Thấy nít á, thấy nít thoái á. Lâu rồi chưa được gặp á. Trời, mấy cái bông này mới hôm qua nở nhỏ, nay nở bự rồi. What? Yeah, I know. Chạy đâu chạy? Come here, come here. Mấy chị nghỉ chơi rồi. Bye bye đi. Mấy chị nghỉ chơi. Where have you guys been? I haven't seen you in a little while. We were at her house. Oh yeah? Uh-huh. This is your friend? No. What's your name? Technically my stepsister. Oh. What's your name? Devin. Huh? Devin? Mm-hmm. Trời ơi, lật xe. Có đi như chị đã không? Oh wow. Chạy chạy đi.
It's a beautiful day, huh? Yeah, every time I see someone that I know, well, you're the only person that I've seen that I know. So, I feel like every time I see someone, it's me, right? I haven't seen you in a while. Yeah. Nó nói là mỗi lần mà nó thấy nó ra ngoài mà thấy ai lần thấy ngập lụt to, thấy chưa, chết bà rồi. How are you okay? No running, okay? Cái đầm dơ hay rồi. Đừng có chạy, bà hồi nãy chạy té nhớ không? No running. Nó mới chỉ cho con chơi với. Say can I play with? Mình đặt sọc xạo nữa, nó mắc cỡ nữa. Are you shy? Cái gì đi. Thôi xạo quá. Xạo không mà khóa chơi gần chết luôn mà xạo. Touch it. Oh, her skirt's dirty. Her yeah. Đồ dơ rồi, thấy chưa, chơi té ra đó. Đừng có chạy vòng vòng nữa. JD, you wanna touch it? Here, look at mommy touch it. Wow. I touch it? Nè, cầm đi. Yeah, is it cool? Is Play-Doh? We don't really know. Yeah. We found it in this dress ball because it's already broken. Yeah. So we just wanted to see what it was. Mm. It might be like clay. It's Play-Doh too. Yeah. I'm pretty sure it's Play-Doh. He's like, I'm gonna take it with me. Okay. Is that cool? Do you like that? Té hai đầu gối đã quét rồi kìa. Coi coi. Thấy chưa? Té hai đầu gối đã quét rồi, thấy chưa? Ai mượn? Where's your brother? The girls were only here today because we were helping clean up. But my mom's in a meeting, so we're gonna wait to like do the laundry and the vacuum clean. And stuff like that. How old are you? 11. 11? You? 10. She's turning 11 soon. Đứa áo trắng 11 tuổi, đứa áo hồng 10 tuổi. Rồi hỏi tụi bay ở đây làm gì? Nó chờ để mẹ nó họp xong rồi cái phụ mẹ nó dọn nhà, phụ mẹ nó giặt quần giặt áo rồi cái gì đó. Phụ hút bụi hút đồ hết cho đó. Đó đúng rồi, nít là phải vậy chứ. Phụ đi chứ, đi theo nè, đó. Nhỏ chay có muốn ngồi với tụi nó không? Mẹ làm cô giáo. Trời ơi, coi kìa. Cảnh đẹp vậy sao mọi người? Oh, wow. Wow, this is so cool. Hi. The troublemakers are back. Ông hoàng sáng qua trên lầu cũng mấy. It's like marshmallows. Oh my god. Nó quậy rồi, chạy lại. Wait, it won't rip. Oh my wow. God. Does that feel good? No, it's like lamb. It's like Play-Doh kind of, but squishy. It's so fun. Oh my gosh, it's sticking to the table. It's okay. Yeah, it's squishy. Oh. Yeah, do you like that? It's okay. It's squishy. Careful. We can get it off. Chị đã nói ngồi xuống coi chừng. Wow, JD. Oh my gosh, this is. Yeah, it's stick on the table. That's fine. Well, that's gonna not coming off the table. Yeah. It doesn't. Yeah, it's not. It's not coming off. Uh oh. We can probably get some water on it. Yeah. The geese might pick it off. No. No, they will probably look at it and be like. Có bà mà vui nha. Is that fun? Yeah. Is that fun, JD? Yeah, JD, you have fun? Say yes. Look. Oh, yeah. Yeah, take it, get it. Chơi mấy đứa này mấy ngày lâu rồi nó cứ nhanh thêm. Thương không? Tội nghiệp không? Mấy tháng trời mới được gặp người nít mà. Oh, so she just keeps taking it from me. Is that funny, Jade? Is that funny? Yeah. I don't think that's gonna come off. It will probably come off, but we can just scrape it like this.
Hai đứa này là chị em cùng cha khác mẹ. Wow, what are you making, JD? Making You're making rabbit? How? I heard a mountain rabbit. That's what I heard. Oh, JD, look at the doggies. Oh my gosh. They're so close. Yeah. Burn. Yep. Hello. Mike and Sally. Mọi người biết hiện tại ngoài trời là mấy độ không? 18 độ C. 18 độ C mà cảm thấy mát gì luôn á. Ở Việt Nam mình mà 18 độ C là lạnh lắm luôn á. Các bạn thấy không, ở đây tụi nó mặc áo tay ngắn đồ này kia. 18 độ C là lạnh lắm luôn á. Việt Nam mình mà cỡ gần 22 độ là lạnh rồi, cái này 18 độ mà cảm thấy thoải mái. So stretchy. Whoa, is this coming to come off? Watch out, it's on your shirt. Let me get it. Ta nói gì mà nó hiểu hết á. It doesn't stick to gloves, but it sticks to the table. It's coming off a tiny bit. Okay, this seat is already a mess anyway, so. Wow, JD, good job. Wow. This look like a mountain. She's like, I'm gonna destroy it. You're destroying it. Wow, JD, look at you have the biggest one. You have so much. Happy too. What color? White. Good job. What are you making? What are you making, Jade? JD, are you making a pizza? She doesn't know what she's making. She's just having fun with it. Nó nói chị không biết chị đang làm gì, chị chỉ đang chị vui have... chơi với cục bột thôi. No. Nghe nhìn té không? Oh gosh, it's going off the table. Bring it up. Oh gosh, that's not gonna come off the table. We can trip. Sorry. Wow, you have so much. Thấy không, thấy mấy đứa con nít Mỹ không? Bé này à, cái da của con bé này là có thể ra nắng và có thể là bị là không phải bị mà gọi là có thể tan, là trời ơi nói gì trời, là có thể tan được, là có thể ăn nắng. Lexi, còn bé này là không được nè, da của bé này là ra nắng sẽ bị burn, là bị bỏng. Bé này chị sẽ trắng trắng hoài vậy thôi, còn bé này là có thể đi ra nắng được, chay là cũng có thể đi ra nắng được. Ai mà trắng trắng quá giống như chay với lại út của chay đi, hai đứa Mỹ Lai đúng không, thì da chay có thể được, nhưng mà út chay mà nó ra nắng mà lâu quá là nó bị burn, chứ nó không có bị vàng được, không có bị she's gonna come back. Ăn nắng được, bị bỏng. Wow. Is that fun, Jay? Whoa, you can stretch it so big. No. Ciao.
ngồi là nắng tầm 7 tầm bả không ngồi nặng. Oh, it's fine on the table. Look. Pick it up. Jade, you have such a big piece. Công nhận tuần mát kia phải gì có nắng là một cái là nó nóng gì. What is it? What you making? Con đang làm gì vậy? No. Chị nói chị đang nặng bột. Chị nói chị đang nặng bột đi. Chị nói chị đang nặng bột. Chị đi, what are you making? Chị đi, what are you making? What you making? Kid, what you making? Amanda. Amanda, she said. Boom. Boom. Bé kia đi vô nhà làm gì rồi? Chay để siêu xe đằng kia. When's your mom gonna get her boat in? It's gonna come today. Oh, okay. Nhà bé này cũng có một chiếc thuyền nữa. Hỏi chừng nào thuyền mày về, nó nói bữa nay. Yeah, are you playing with it? You playing with it? Whoa, that's a big stretch then. Look, ready? Oh, I got it. There you go. Shady, are you having fun? Whoa, it's dripping. Chay, vui không chay? Vui không? Whoa, it's a... Get on your clothes. She's like, get off of me. Vui không chay? Cảnh đẹp không? Lexi, your mom's getting off the team meeting in a few, so she's gonna get the center. Cái củi này người ta để sẵn để có gì đốt lửa ngồi vòng vòng cho nó vui. She's like, I'm gonna try to steal more. Kéo váy xuống. Chào, don't fall. Wow. No, you're gonna get money. No, don't get any. No! Jay, you have so much! Oh, the rain feels so good. Yeah. The water's really cold though. Nó nói thời tiết này đã quá. Cái gió và pha nó gió bay qua mát. 18 độ đó mà nó nói mát. Việt Nam mình đang nóng dữ lắm phải không mọi người? Việt Nam mình mà được mát mát gì đã. Bây giờ vậy á, bên đây người ta ít đổ mồ hôi. Việt Nam mình là đổ mồ hôi là rồng luôn. Wow, sao? Thật mai mốt con chay về Việt Nam mình là nó khó chịu lắm á. Tại vì á, bên đây mình ở ngoài mình không có thấy rít á. Mà ở bên đây có nóng cũng nó bị rít người nữa. No, sit down. Việt Nam mình á là tắm xong đi ăn cái là bắt đầu rít người liền. Look, it's right there. Ở đây bảo bên đây hoài người ta cả ngày người ta bởi vì đồ người ta mặc cũng lâu hơn nữa tại sao ít đổ mồ hôi rồi ít bị thâm kim thâm đồ à chị nên là đồ mặc ở đây cũng lâu hơn nữa. Cả ngày không biết đổ giọt mồ hôi là gì nữa. Mà như vậy cũng tốt mà cũng xấu. Tại vì đổ mồ hôi cũng tốt. Nên là có khi đồ các bạn mặc một ngày á, không thấy hôi là gì luôn á. Cái đó nói thiệt luôn á. Rồi có người hả, mỗi ngày không tắm cũng được luôn. Tại không có hôi. Ngọc nói gì chỉ có những câu chú bên Mỹ mới hiểu thôi. Cô chú không phải bố chị ở bên Mỹ mà cô chú ở nào mà ở những tiểu bang lạnh rồi này kia. Nothing's there. Nothing's there. Oh, wow, JD, are you making like a, what is that? Like a, what is it, JD? What? Hand? I don't know what I heard, I just heard pig. I don't know what I heard. And you're making a pig? It's so... Mommy, no! Say, Mommy, can you give me back? Con nói mẹ cho con. Rồi, dính dưới luôn rồi.
Thấy chưa? Rồi. Ồ ồ. Ồ ồ. Rồi xong luôn. This is probably not gonna come off. Okay. Có gì có cục cục đó mà cứ ngồi nắng miết rồi trời. Trời đẹp quá. Rồi. Quá đẻ quá đẻ. We painted grass and they're covering that. They're covering plants and stuff. Oh, oh yeah. What did you plant? What did you plant? Like we painted these rocks and we set them there and they're not, and now they're gonna be covered in. Oh. Like,